Ina xin chào cả nhà đi. Tới rồi, quá trời đẹp. Trời ơi, trên đó villa không ông ơi. Ôi biển nè, mà nắng nữa, quá trời nắng tốt luôn. Rồi bây giờ nhà mình đi xuống tắm biển. Cát mịn luôn, dài dài ở đây. Wow, mấy cái villa khủng khiếp. Hên quá mình tìm được chỗ đầu xe kéo bên đây luôn. Rồi, quá trời bãi cát lửa luôn. Rồi, có mấy người để thả diều. Đằng kia đông hơn ha. Chỗ này mình tới cái này, cái đầu cái đuôi nó kìa. Đấy mẹ đi xuống. Hơi ít. Ơi, ba đang cầm cái đó. Nếu không mày mẹ chui vô cái lều cũng được rồi. À ok con. Phải thay đồ đi Lina. Không bị thay đồ đi chứ. À mình tới Thu Vin rồi. Wow. Cái bãi này nó cũng lớn lắm. Nó dài nè. Chắc này không có gió ha. Hồi trưa thì sao không thấy gió. Chắc này thì có nắng lên mà có gió luôn. Đó, này là tắm biển thứ hai trong ngày hôm nay. Đó, hồi nãy là bãi ở Đô Vin, chắc này là Thu Vin. Mày nắng lên quá trời, cha con nó xuống nhau tắm nữa. Nước sạch hả? Đó, cuối cùng hai chị em nó thay đồ dắt nhau đi xuống dưới rồi đó. Còn cha con ấy đi thì dưới luôn, giờ mình ngồi ở đây cả nhà. Phải có người ở đây giữ đồ. Tại không đi không hết không được. Tại vì nhiều giỏ rồi nè. Wow, gió dữ ta. Hồi trưa ở Đô Vin không có gió nha. Sao này đây chắc này vậy. Và nước lạnh. Mới xuống là lạnh tê tái. Lina tê tái rồi. Lina tê tái. Ê Lina lạnh tê tái rồi kìa. Sống vô từng cơn ha. Đó, đằng đó ta tắm nhiều hơn. Đó, nhà mình tìm được chỗ đậu xe ở đầu này cho nên thôi ở đằng này luôn cả nhà. Tại vì ở đằng kia khó có chỗ đậu xe quá à. Chứ đằng đó mới là nhiều quá. Trời ơi nè, gió ở ngoài nó đẩy vô rồi nè. Đẩy vô. Bãi này cũng đẹp. Gì? Nó ba đang đợi mẹ cái. Quá trời luôn, người ta cũng tắm nhóc kìa. Mà đằng đây ít người thiệt, nhìn đằng kia nó đông hơn. Nước nó đang lên nó gì hả con ha? À, như nước nó đang lên. Cha con của Elina. Giờ này đây là 6 giờ 15 chiều. Bốn cha con nó còn đang tắm. Ba cha con. Elina cũng mê dữ lắm cho nên là cái này chắc này là tắm lần thứ hai trong ngày đó. Cái Sato nè. Elina ơi. Cái Sato hả Elina? Có đường hầm đồ nữa nè, có đường hầm chui qua nữa nè. Chưa. Hay không? Đó. Ồ, thấy sao tôi đẹp không? Sao vậy? Không chơi nữa hả? Chưa? Đó, một cái lâu đài, có đường hầm chui qua đàng hoàng luôn. Ôi, rồi không chơi nữa rồi. Rồi, ba chị em lên tới đó rồi.
Dính không? Dính hả? À, ông bạn câu cá. Hả hả? À, con này ông câu cá. Vậy là dính được con nhỏ, ba Lina nó dính con nhỏ rồi ông thả rồi. Con bự không đi lấy. Còn mấy cái villa nhà ở trên đây, biệt thự trên đây đẹp quá nhưng mà gần biển quá hả? Đó kìa, đẹp đẹp không mà. Nhưng mà sát biển quá, không có bờ đê, không có đường đi gì nhiều hết trơn á. Nước mà lên tới đó, biết nào nước lên tới đó không ta? Đó. Đường cong cong quẹo quẹo lên xuống ở trên nhà, đồi núi trên đó kìa. Nhà trên đó, trên cao, trên thấp. Đây có mấy cái đá bờ kè. Đây nè, cạnh cái đá nó có, cạnh cái dòng ấy nó có cái này ha, có mấy cái cục đá to, thiệt là to ở đây. Ông đi ông ngồi mình cũng hiểu rồi. Giờ mấy ta cũng còn tắm nhiều lắm. Gần 7 giờ cả nhà. Mà mặt trời còn nắng chói chang luôn ở ngay biển nè. Nhà mình đang còn ở đây ở Thu Vin nha. Còn đi chơi cha con Elina mới vừa tắm xong lên. Mình thì không có tắm. Đó. Elina mới vừa tắm lên mặc đồ rồi này kia xong hết rồi. Giờ mà còn chơi nữa kìa. Đó. Đồ mang dài rồi xong rồi. Bãi chiến trường của nhà mình. Đi tới đâu cũng có cái bãi đó hết. Lưu đi nó cũng tắm luôn, bữa nay Lưu đi tắm nữa. Tại vì nắng đẹp cho nên là Lưu đi nó tắm mà nước nó lên nhanh thiệt luôn á cả nhà. Hồi nãy á, là nước nó ở tuốt ở dưới kia ha, mà giấc nãy lên tới đây rồi. Nó lên sắp tới cái lâu đài rồi. Đó. Nhanh ghê không? Ông kia cũng đang câu cá. Nãy giờ tính đợi ổng có câu dính cá không, mình quay mà không có dính cá. Nãy dính con cá nhỏ à. Chạy lại không kịp, cũng thả tiêu. Chỗ mình ở đây còn có nhà mình với lai gai vài người, nhưng mà đằng kia thì còn nhiều quá. Trái tim. Nước sắp lên tới cái trái tim luôn ở đây nè. Nha. Hồi nãy nó xa, thiệt xa vậy đó. Mà cái mặt nó lên nhanh thiệt. Hồi nãy có bà kia, mình quay không kịp, bà kia bị nước tràn lên tới cái lều luôn. Nước nó lên rồi đó Lina. Mang dài rồi, đừng lại cho nước ướt nữa nha con. Nha. Tại mình mang dài rồi đó cục vàng, cho nên là mình đừng có lại chỗ nước ướt nữa đó. Rồi mất công mà phải rửa chân rồi mang dài nữa. Mang câu nè, câu cá ba cả nhà. Cá ba mình biết tiếng Việt kêu bằng cá gì. Trời ơi dắt mày chiều về. Ê na na xin vô nước con. Chiều về cái mấy con chim đó quá trời luôn kìa. Thấy con quét quét đó quá trời luôn kìa. Trời ơi. Ủa sao dắt mày nó đậu đây nhiều dữ vậy ta. Đi nè, nước tới. Trời ơi, quá trời luôn, nguyên đàn luôn, nguyên đám luôn kìa nó. Đẹp quá, đi lại mình quay nó con, đi. Đi lại quay nó. Tại sao nó ở đây nhiều dữ vậy ta? Ôi ôi. Ôi, đẹp quá. Rồi, nó chạy đi hết rồi. Đi lại bật đi tu. Chạy đi hết rồi. Nãy nguyên đám nằm dưới luôn. Trời ơi quá trời luôn. Công nhận nước lớn nó lên nhanh quá tôi. Vậy là chiều nước lớn lại sẽ lên tới mé tuốt trên luôn. Đó, rồi sắp đổ vô rồi. Một hồi nè coi nè, chút xíu nữa nè. Vô nó sang bằng cái lâu đài này đi ơi. Vô nó sang bằng luôn đi ơi. Mát quá à. Gió mát rồi nhưng mà phải mặc áo lạnh. Gió mát lắm. Mát mà mát lạnh á. Gió biển á, cho nên là phải mặc áo lạnh.
nay mặc đồ đi xong hết rồi về chơi tiếp nữa đó. Này đúng là ăn với chơi thôi á, nghỉ phép cho nên là chỉ là sáng cũng vậy, ăn sáng xong bắt đầu đi ba chở đi. Ngày nay là hai địa điểm về cái này chơi cho đã xong rồi lại về, về ăn rồi ngủ rồi mai đi chơi tiếp. Rồi sắp tới hay đi, hay đi nó đợi nước lên tới cái lâu đài. Ô rồi nước sang bằng những cái đó này kìa, nước sang chuyện dây dài con tắt sữa nè, một lần nữa một cái nữa là nó sẽ vô tới nè, coi nè. Coi nè nha, nước nó sẽ gieo tới cái lâu đài của Elina với đi nè nha. Sông biển. Chỗ nhà mình ở là miền Bắc của nước Pháp, không có biển nha cả nhà. Muốn đi biển là phải đi 1.000 cây số. Đó, phải đi 1.000 cây số mới có biển. Bởi vậy cho nên là mỗi lần đi gì á thì là phải ở chơi cho đã, thì mình đi một tuần mình thấy còn ít nữa đó cả nhà ơi. Đó, em được hai, đi hai tuần á thì con nó mới chơi mới đã. Rồi sập rồi. Bị sập từ từ rồi. Ina, xích ra. Ước con bây giờ mang dài rồi. Đó, mình ở miền Bắc nước Pháp cho nên là muốn đi biển đi xa dữ lắm, mỗi lần đi mỗi lần ngán. Mà cũng phải chịu thôi, tại con nó muốn đi miền biển. Đó, đi miền biển thì là phải chịu đi xa vậy đó. Ngàn cây số rồi xuống đây là mình phải đi vòng vòng này kia nữa, biển này biển kia nữa. Nãy mình ở tuốt dưới hay đi. Dạ. Dỡ lên tới đây. Kìa kìa coi kìa cái lâu đài kìa. Rồi, bị sắp từ từ rồi thấy không? Đó, thấy chưa? Thôi Ina bye bye lâu đài mình đi về. Lại bye bye nó đi. Bye bye Chateau. Bye bye Chateau. Nó lại bye bye nó đi. Trời ơi, hai đêm mất tiếc mê. Chưa chịu đi nữa. Đó, còn mê chưa chịu đi nữa kìa. Chạy. Bị nước nữa. Đấy, còn ba của Elina thì còn đang tám với cái ông câu cá mình đó. Tám với ông câu cá. Nãy giờ gịch gịch gặp có câu được con nào không quay mà họ không câu không dính con nào hết trơn. Rồi nó sang bằng rồi, nước tới rồi, sắp sập hết rồi. Đó, ngã từ từ kìa đi thấy không? Đi đi. Thấy chưa? Đó. Ngã từ từ rồi đó, đó thấy chưa? Đứng lên, ngã. Rồi. Đó, đứng lên bắt đầu nó sẽ sập từ từ con. Kìa coi kìa, đó. Chưa. À. Chị nói bye bye rồi. Bye bye rồi. Rồi đi về. Đi. Ina đi về con. Rồi à, nhà mình đi về, xe đậu trên đó thôi. Đi con, đi về con. Đi nó còn tiếc nữa à. Đi nó còn tiếc, nó không chịu đi cả. Rồi đi về. Bye bye Thu Vin. Phong Ina. Ừ. Cái kè con nó lụm vỏ ốc lên. Nó làm hai cái vú. Hai cái vú nè. Rồi cổ nè, gắn miệng, gắn mắt nè. Gắn tóc nữa nè. Trời làm hay không? Này không phải mình làm nha. Cái gia đình hồi nãy nó làm á. Nó làm ở đây nãy giờ nè. Đẹp quá. Hay ghê không? Con thấy không, nó gắn bằng tay nữa kìa, con thấy không Elina? Bằng tay rồi hai cái vú đó, miệng, mắt, mũi, tóc. Lụm gông lên làm tóc con thấy không? Rồi bụng kìa. Với mấy con ốc với con sò. Đây là cái cơ chứ em. Đó. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Con lụm mấy con sò đó không? Cái gì vậy? À con escargot, con ốc á con. Con ốc á.